Câu hỏi tiếp theo, thưa sư, có phải sau khi chết người ta tái sanh ngay lập tức không? Theo như trong kinh Tạng á, thì sau khi chết chúng sanh đó tái sanh ngay lập tức. Theo kinh Tạng Nam truyền ha, theo kinh Tạng Nam truyền thì không có một trường hợp nào được ghi nhận trong kinh Tạng là một chúng sanh sau khi chết họ phải trải qua một giai đoạn trung gian rồi họ mới đi tái sanh. Đó là sư dùng cái sự hiểu biết và sự thực tế sư đã đọc được ở trong kinh Tạng lẫn chú giải, nó là như vậy. Và quý vị muốn hiểu rõ hơn thì vui lòng xem Milinda Panha, tức là meeting vấn đáp. Bản dịch đã có bản dịch Việt rồi, ở trong đó có nó hỏi về cái sự tái sanh. Đó tức là khi một chúng sanh sau khi chết á, họ tái sanh ngay lập tức. Và không có một cảnh giới trung gian nào cả. Cái tốc độ của cái sự tái sanh á, nó nhanh như là cái tốc độ của tâm vậy. Bởi vì thực sự cái tốc độ tái sanh là tốc độ của tâm mà. Sẽ lấy ví dụ như bây giờ quý vị ngay lập tức quý vị nghĩ đến kim tự tháp thì ngay lập tức là cái tâm của quý vị đã có cái hình ảnh kim tự tháp rồi, tốc độ nó rất là nhanh, quý vị không cần phải mua vé, quý vị không cần phải đi bộ, mà khi quý vị nghĩ đến đâu thì cái tâm quý vị nó sẽ chạy lên tới đó. Cho nên khi một chúng sanh tái sanh thì dù đó chúng sanh đó tái sanh về cõi trời hay tái sanh về địa ngục hay tái sanh về bất cứ đâu thì sự tái sanh đó đều không có thời gian xen kẽ, tức là vừa chết là tái sanh ngay lập tức. Muốn biết rõ hơn, có rất nhiều những cái bài kinh và chú giải để cho quý vị xem. Thứ nhất là xem cái Meeting Vấn Đáp. Thứ hai là xem cái bài kinh Trường Bộ kinh gì này? Trường Bộ có một bài kinh mà tự nhiên bây giờ cái quên cái tên. Kinh Tệ Túc, đúng rồi, Kinh Tệ Túc. À, Trường Bộ Kinh Tệ Túc. Cái thứ ba là quý vị xem cái chú giải Kinh Pháp Cú. Đấy. Và cái thứ tư là xem trong tất cả các cái trường hợp tái sanh được ghi mô tả là trong kinh Tạng, ví dụ như là trong tương ưng. Đấy. Thì tất cả các trường hợp đó khi mà một chúng sanh mệnh chung thì tái sanh ngay lập tức ha. Có rất nhiều cái nguồn để cho quý vị có thể xem.